Xin chào các bạn. Ở đây có anh Sơn. Sơn hả? Anh có cái xe độc lạ luôn. Mà anh nói chung là anh bị thương binh hả? Em bị tai nạn. Tai nạn bị mất một giò. Mà anh chế cái xe mất một giò các bạn. Mà anh chế cái xe rất là độc luôn. Mình đầu tiên mới thấy cái xe này nè các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn tham quan cái xe của anh Sơn này nha các bạn nha. Rồi mình cùng các bạn tham quan đi. Rồi đây các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Anh Sơn đây các bạn. Đó, cái xe của anh là đằng trước anh chơi hai bánh luôn. Anh làm hai bánh nè. Đó, câu kết có thắng dĩa rồi có hai cái phuộc chéo hai bên. Bên này cũng có phuộc nữa. Đó, đằng trước là hai bánh lái luôn. Hai bánh lái giống như kiểu xe hơi các bạn. Xe hơi mà cũng như xe đua luôn. Rất là độc lạ. Anh này các bạn, anh Sơn anh bị tai nạn sao mà tội nghiệp anh. Anh mất một giò. Anh mất một giò ở trên cái đùi luôn. Đó, anh cũng đẹp trai phong độ lắm. Tứ như Việt Kiều á. Nhưng mà anh bị cái mắt cái mặt không thấy. Chắc anh đẹp trai. Cái xe rất là độc lạ các bạn. Đó, các bạn thấy những chi tiết giống ở đằng sau là black. Black bình thường nhưng mà kết cấu phía trước rất là đẹp. Đó, xe anh ở Vũng Tàu các bạn, mà anh đặt cái xe này làm ở Sài Gòn. Trên Sài Gòn mới có làm, ở xưởng Sài Gòn làm á các bạn. Anh đi mua cái gì không biết, có bông hoa tùm lum hết. Cái nạn của anh nè các bạn, nạn của anh là tội nghiệp anh. Cái giò anh bị cục, anh bị tai nạn té xe hả anh? Tông xe. Anh cũng đẹp trai phong độ lắm á. Đây các bạn, rất là đẹp luôn cái xe của anh nè các bạn. Đó, thấy không, quá đẹp luôn. Đằng trước anh làm kiểu cầu kỳ giống như xe đua. Thứ nhất là hệ thống thắng trước là cũng thắng dĩa. Rồi những ống dầu nè, ống dầu các bạn, đây ống dầu nè. Đó, rất là đẹp luôn, có đèn, đèn gì đây anh, đèn LED à? Dạ đúng rồi, đèn LED. À, có cặp bên này đèn LED, bên này đèn LED các bạn, đó, rất là đẹp luôn, đó, chớp tắt, quá đẹp luôn. Độc thiệt, độc nhất vô nhị luôn, có anh bảo vệ nữa, rất là đẹp. Đó, các bạn thấy cái xe đẹp không? Đằng trước là hai bánh, anh quấy hai cái bánh thử anh, quấy. Rồi anh chạy đi, chạy đảo con vòng đi. Ồ, rất là độc. Độc quá đi. Ồ, đẹp. Thấy các bạn. Rồi, đây, anh lái qua đây, đó. Lái bánh đôi luôn các bạn ơi, lái bánh đôi. Đó, lái bánh đôi luôn. Đó. Anh các bạn. Rất là đẹp luôn. Đó, cái xe đẹp không? Đằng trước là bánh đôi các bạn ơi. Anh ve luôn hả anh? Anh ve được luôn hả? Các bạn luôn đọc chiêu á. Anh chạy tới. Anh chạy tới rồi, anh ve lại thứ anh Sơn ơi. Anh Sơn ve lại thứ anh Sơn. Anh ve nè các bạn. Đô đọc chưa? Tại vì anh có một giò nên thành anh phải thiết kế cái số ve nữa. Ô, quá đẹp luôn. Độc nhất vô nhị. Rồi, bye bye anh luôn ha. Rồi, bye bye anh nha, anh Sơn nha. Rồi, bye bye anh. Rồi. Các bạn ơi, anh về Vũng Tàu rồi, mà cái xe này rất là độc luôn, độc nhất vô nhị luôn. Xe dùng cho những người tàn tật một giò. Mà anh là bị tai nạn giao thông như thế đó, anh bị một giò mà anh có xe ba bánh. Mà người ta thường thường là hai cái bánh sau, mà anh làm hai bánh trước, rất là lạ. Rồi đến đây mình giới thiệu cái xe đó với lại mình cùng các bạn tham quan chiếc xe đó các bạn ha. Rồi mình bye bye các bạn nha. Rồi bye bye. Rồi.